Mới đây, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận một bệnh nhân nam 25 tuổi mắc bệnh đậu mùa khỉ, tạm trú tại thành phố. Một người khác có tiếp xúc gần với bệnh nhân này cũng đã mắc bệnh. Ngay lập tức, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ về bệnh này. Ngày 22 tháng 9, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh và bác sĩ đã lấy mẫu gửi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm cho biết bệnh nhân dương tính với virus đậu mùa khỉ. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Qua điều tra dịch tễ có 8 người tiếp xúc gần với bệnh nhân, trong đó có một người được xác định đã bị nhiễm, hiện đang cư trú tại Bình Dương. Đối với lại bệnh lý đậu mùa khỉ thì nó chủ yếu đó là lây qua đường tiếp xúc và nó cũng không phải là quá là dễ lây. Nó chủ yếu đó là lây qua đường tiếp xúc gần và cái việc vệ sinh khử khuẩn thì chủ yếu đó là vệ sinh khử khuẩn ở trên bề mặt. Sau khi mà chúng ta tiếp xúc với lại các bề mặt mà nếu mà chúng ta chưa có rõ đó là cái bề mặt đó nó có sạch hay là nó có nhiễm khuẩn hay gì hay không thì chúng ta nên vệ sinh tay một cách thường xuyên. Hạn chế tiếp xúc với lại những cái bề mặt mà chúng ta không có rõ là nó có bị lây nhiễm. Như vậy, tính đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Bác sĩ điều trị cũng cảnh báo với các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ, hãy đến ngay cơ sở y tế có chuyên môn để được khám và xét nghiệm, cũng như có các phương án điều trị kịp thời. Người dân không nên chủ quan với căn bệnh nguy hiểm này. Cũng liên quan đến căn bệnh này, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan nhanh chóng xác định nguồn lây, tăng cường công tác phòng chống.